Hello anh chị, Trần Anh Ô Tô hôm nay lại làm tiếp thêm một cái clip nữa là giới thiệu về con Ford Everest đời 2007 nha. Bản số là 49A04349. Xe này chính chủ nha anh chị, thích thì bên em rút hồ sơ cho ạ. Cho nên vấn đề về hồ sơ xe anh chị cứ yên tâm nha. Anh chị nhìn thấy nước sơn của nó nè, đây nè. Hai đèn nè, hai chó đèn nè còn rất mới ạ. Đó là vì có khách là ở trên Đắk Lắk là nói là Trần Anh quay kỹ con này cho xem ạ. Đây thì hôm nay Trần Anh quay clip này lên cho toàn thể tất cả các anh chị trên Facebook và trên YouTube xem về đồng sơn máy móc với con xe Everest đời 2007 này nha. Đó. Đây là em đi sơ về qua cái đồng sơn nè, đó. Nước sơn zin được 80% nha anh chị nha. Bốn vỏ nè. Bốn vỏ rất mới nha, bốn vỏ được 90% nha. Quay luôn cầm bề cho anh chị coi này nè. Xe không một vết mục luôn nha. Riêng bên xe salon ô tô của em bán ra là về chất máy thì em bao cho anh chị chạy, anh chị không phải suy nghĩ đâu ạ. Đây nè. Mâm đúc nè, mâm đúc theo xe là to nè. Đó đồng sơ của nó nè. Con này không có cứng đục nha anh chị nha. Đây là anh chị thấy không? Thấy những cái viền của nó rất là khít nè, đóng nè, đóng cửa rất là nhẹ nhàng nha. Nãy giờ anh chị mua về anh chị chỉ việc chạy thôi, không phải làm bất cứ một khoản nào ở đâu à. Nè, đây là được ốp inox hết rồi. Đây nè. Đó. Xe rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp luôn ạ. Nè vỏ sau cũng vậy nè. Anh chị không? Đây còn rất mới nè, đây nè. Đây nè, những cái dấu mà vân của nhà sản xuất nè, gầm mà. Đó, sắt nè. Còn nguyên không có một gờ tí mục luôn nha anh chị nha. Nên chị có thể yên tâm mua con xe nó về chạy thoải mái á. Bên em bán con này là máy móc rồi, bên em bao cho anh chị chạy nha. Đây nè. Đèn của nó nè. Ốp toàn bộ inox hết rồi. Đèn thắng nè, còn rất mới nha. Đây là đã được dán gương dán kiến cách nhiệt hết toàn bộ rồi nha. Đó. Form 207 là cái form mới nha anh chị nha. Bên em còn một cái form nữa là Ford Everest đời 2010 mắc liếc nha. Bánh bự lắm. Xe đó em chưa mang về ạ. Đây nè. Vỏ Suku nguyên zin nè. Là logo của Everest nè. Đó anh chị thấy không? Em đi sơ qua cái đồng sơn rồi em đi vô trong cái phần máy cho anh chị xem nhé. Đây nè, đã được tích hợp chủ nhà đồ thêm cản sau rồi nhá, cản sau dê khỏi bị trời xe nè anh chị thấy không, rất liền lẹt nha. Xe này nói về cứng đục là không có luôn nha anh chị, cứ thể yên tâm về cái dòng xe mà bên salon ô tô Trường Anh bán ra là ốp toàn bộ inox hết rồi. Tại vì cái khoảng cách nó em để sát, em dè sát cái xe ở trong cái tường đó, cho nên là nó khít quá, nó khít quá nè, nó chỉ nẻo của nó nè, không mất một xíu gì nha anh chị nha. Bốn cánh đẹp như nhau nha anh chị, mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì hết đâu ạ. Đây nè, giữa hai cái xe là hai cái khoảng cách nữa anh chị thấy không? Đó, hai khoảng cách khác sát nhau về không có mở được cái cốp ra. Em đi vô trong cái phần nội thất cho chị xem nhé. Đây nè. Chị nén của nó nè. Em quay luôn cái phần chị nén cho anh chị xem nhé. Đó, chị nén nè. Không mất một phần nào nhé. Đó anh chị thấy không? Chỉ nẻo nè. Nè, sóng lường của nó nè. Sóng lường nè. Nguyên zin theo xe luôn. Tắp ly nè. Tắp ly còn rất mới anh chị thấy không ạ? Nè. Đó, gương chỉnh điện đầy đủ nha, mọi chức năng trên xe hoạt động còn đầy đủ nha anh chị nha. Cái này máy dầu thôi,
anh chị mua về là chỉ việc sử dụng à. Thì qua cái thời gian thì nó có bị chảy xước ở đây một tí xíu thôi, ngay chỗ cái đồ khi mà anh chị bước lên xe á. Đây nè anh chị coi nè, cần đẹp của nó là ba ga nè, đó côn nè, thắng nè, còn nước mới, vân gai còn nguyên nhá. Đây nè, đó ghế nè, ghế rất đẹp nha, đã được chủ nhà tích hợp bọc ghế, một dàn ghế rất mới á. Đó vô lăng 4 chấu nè, đèn còi xi nhan rất nhẹ nhàng luôn. Đây em quay luôn cái phần chỉ bên đây cho anh chị coi ạ. Bốn cánh đều như nhau nha anh chị nha, tại vì con này em mua về em bên em đã kiểm tra rồi nè, đinh tán nè, cái nhà sản xuất nè, nắp nè, anh chị thấy nắp không, đó nắp nè, chỉ nẻo của nó nè, không cứng đụng cũng không xệ một tí gì luôn nha anh chị nha. Nè đinh tán nè, đó chỉ nẻo của nó nè, còn nguyên zin luôn đó, anh chị thấy không ạ, xe rất chất. Xe này bên em bán ra, bên em máy móc bên em bảo hành cho anh chị nha, nếu mà máy mà có bị hư hay bị lỗi bên em sẽ bảo hành cho anh chị, anh chị cho nên anh chị yên tâm. Có thể nhiều anh chị nói ừ tại sao bên em lại bán xe cái giá nó mắc hơn bên ngoài là từ 3 đến 5 triệu, là anh chị phải hiểu à, cái chất xe ở trong salon bên em bán ra là toàn là xe chính chủ, xe rút hồ sơ được, ủy quyền được, và bên em là riêng về phần máy móc thì bên em bảo hành cho anh chị luôn à, cho nên anh chị cứ yên tâm à. Có thể là một cái xe Everest này ở ngoài có thể nó rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu, nhưng mà nó là tiền nào của đó. Đó, như nhiều khi anh chị mua xe và người ta bán cho anh chị xong người ta là hết trách nhiệm rồi. Còn bên em là bán xe ra anh chị là bên em có phải có trách nhiệm với khách hàng của em nhé. Dạ, riêng máy móc bảo hành cho anh chị, chứ không phải bán xong cho anh chị một chiếc xe xong là thôi đâu ạ. Anh chị chạy một thời gian anh chị chán anh chị cứ alo cho em, bên em sẽ tiến hành cáp đổi xe, hoặc là anh chị muốn bán xe thì anh chị cứ mang cái mặt hàng mà anh chị mua xe bên em tới đây, em sẽ thu mua lại giá hợp lý cho anh chị nhé. Đó đây nè, Ford Everest đời 2007 nha. Này được trang bị thêm cái đầu nghe nhạc CD thông thường hay là tắp lo nè, hai túi khí nha. Đây ạ. Đây là túi khí nè, anh chị thấy không? Đó, không có một tí gọi là taxi dịch vụ gì xe này nhá. Cấn đụng cũng không nhá. Anh chị thấy cửa rất là liền lạc không ạ? Cửa xe rất là liền lạc luôn, tắp ly rồi còn mới lắm, tắp lô cũng vậy, cột kèo của nó nè. Đó. Là tích hợp thêm một cái màn hình nữa nè anh chị thấy không? À, đó, đây có một cái màn hình DVD giải giải trí ở phía sau nữa nha. Đó, xe là không thiếu cái gì. Anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng. Đó, anh chị thấy không ạ? À? Đường gương nè, hai học đường gương nè. Đó. Mua về là anh chị sử dụng thôi nha. Con số nè, con số rất là nhẹ nhàng nha. Đây là con số của nó nè. Đó. Là tắp lô nè, anh chị thấy tắp lô không? Em cho đi làm ba cái đèn rồi nha. Ba cái đèn này là nó bị đứt hết dây bóng, nó bị cháy dây bóng. Em gỡ ra em cho thợ điện người ta đang gắn dây bóng vô. Đó. Mọi thứ chức năng còn rất là ok con xe này nha. Em quay luôn phần cốp sau cho anh chị coi nè. Em nghe anh ơi.
Em đang quay nè, em đang quay, sao em mới tải lên anh, em đang quay luôn. Dạ dạ rồi rồi, xíu đợi em nha, em tải lên liền gì hả? Đó, khách nói chừng anh là quay kỹ con xe này cho khách xem ạ. Đây là chị nẻo của nó nè, anh chị thấy không? Riêng cái phần chị nẻo thì không phải suy nghĩ nhé. À, đó chị nẻo nè, bốn cánh đều như nhau nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy không ạ? Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì ạ? Nó đẹp đến như thế đây nè, cái ấy sản xuất theo xe còn nguyên là tem nè. Đó anh chị thấy không ạ? Chị nẻo nè, đó chị nẻo là không mất một phân luôn nhé nè. Tắp ly cửa nè, rất đẹp nè, những cái sóng nè còn nguyên zin hết đó. Cái này bây giờ anh chị mua về anh chị việc xài chứ không phải làm bất cứ một cái gì nữa nha. Đây nè, sóng lường đó, chỗ này thì đã được dầm rồi nha anh chị nha. Đây nè, chỗ này đã được dầm rồi nè, cái nước sơn dầm nè, đó chỗ này đã được dầm rồi. Thì qua cái thời gian người ta đóng cửa nó bị trầy chỗ này, người ta dầm sơn chỗ này nè, đó anh chị thấy không? À, nước sơn zin của nó nè, đó nước sơn zin nè, nước sơn dầm nè, không một tí gọi là cứng đụng hay xệ gì nhá. Là sàn nè, sàn còn rất mới nha anh chị nha. Đây nè, sàn nè, đó ghế sau cũng vậy nè, ghế sau còn rất mới luôn. Đây nè, em ngồi em quay phong dáng của cái xe này cho anh chị xem ạ. Đó, trang bị thêm một cái màn hình DVD rồi điều hòa nè, đó điều hòa phía sau nè, mọi chức năng còn hoạt động được hết nha anh chị nha. Đây ạ, tắp ly bên bên tài phụ nè cũng rất là đẹp. Ghế nè, ghế bọc hơn một cái lớp da rất dày nhé, rất là ok luôn. Đó, anh chị mua con này giờ chỉ việc về sử dụng mà chạy thôi chứ không phải làm thêm bất cứ một khoản nha. Trần là trần nỉ nha, tích hợp được bọc theo tấm dương cách nhiệt hết toàn diện nữa nha anh chị. Đây nè, băng ghế sau nè, tắp ly nè, đó xe đẹp lắm. Cột kèo của nó là không bị cứng đụng hay không méo không cong luôn nha anh chị nha. Đây, cột sau đẹp quá trời. Anh chị cứ thực tế đến bên salon ô tô của em, anh chị coi xe, cái chất xe em tải anh chị như thế nào thì em nói nó y chang như vậy ạ. Cho anh chị cứ yên tâm. Em trưa nay hoặc đầu chiều là em về thêm một cái con Ford Everest nữa, đời 2010, mắt liếc nha anh chị nha. Bánh to, đi rất sướng. Tích hợp là có một cái học đựng đồ. Đây ạ. Đây là học đựng đồ nè. Học đựng đồ theo xe nè. Đó. Rất to, rất rộng rãi. Mua về chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm thêm bất cứ khoản nào nữa đâu. Đó, anh chị thấy không? Còn rất là ok con xe này luôn. Đây nè. Cột của nó nè. Chỉ nẻo nè. Riêng từ anh dép. Anh chị nào mua thì cứ liên hệ đến Trần Anh ô tô nhé. Em quay phần gầm cho anh chị coi nè. Đây nè, anh chị coi cái phần gầm của xe nhé. Đây nè, anh chị không, đinh tán nhà sản xuất nè, còn nguyên zin, không có một phân nào nhé. Thôi máy móc nè, rất khô ráo, rất sạch sẽ. Cái này anh chị giờ mua về chỉ việc sử dụng thôi, việc chạy thôi. Bên em bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Bốn vỏ là cũng còn mới như nhau nha, bốn vỏ được mới 90% luôn. Đó,
Đó nè. Gầm bề nè. Đó chị thấy không ạ? Cũng gầm rất là ok. Em nghe anh ơi. Dạ em